mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Có rất nhiều anh em ở trên YouTube có hỏi là làm nào để giảm cái ping của modem chính xuống để mình chơi game online hoặc là live stream bán hàng ấy, nó không bị giật, bị lag. Nhất là những anh em nào mà hay chơi game online như kiểu Liên Quân Mobile hoặc là PUBG trên điện thoại ấy, là khi mà mình sử dụng đến cái modem chính là nó bị giật lag, cái phương án xử lý như nào. Thì cái video hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về cách để làm sao để chúng ta chơi game online nó mượt và mình live stream bán hàng nó sử dụng ok hơn. Thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái modem phụ mới. Thì cái modem phụ ở trên chi nhánh tỉnh chuyển xuống là 20 con, là Tenda AC5. Cái con Tenda AC5 này thì là con wifi phụ 2 băng tần, nó cho phép mọi người chơi game online cực tốt, cực chất lượng. Đó. Cái giá của nó thì nó hơn 400.000 một cái thiết bị, và mọi người được cài đặt, người yêu cầu cài đặt như nào thì bên bọn em sẽ hỗ trợ cài đặt như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng về kho của chi nhánh trung tâm huyện để kiểm tra xem nó như nào nhé. Sẽ bóc ra xem nó như nào. Sau cái video lần này thì em sẽ review, test thử cho mọi người thấy là cái tốc độ cũng như là cái khả năng chơi game online của cái modem wifi phụ 2 băng tần này nó có thực sự ổn định hay không, và cái giá cả nó có phù hợp hay không. Thì sau cái video lần này thì em sẽ review cho mọi người về cái con Tenda AC5 này. Nếu mà mọi người đã sử dụng rồi ấy, mọi người thấy cái độ ổn định của con AC5 là rất là cao, và anh em nào có nhu cầu mua ấy, thì anh em comment ở cái bên dưới để em sẽ gửi hàng về cho mọi người. Nào, chúng ta bắt đầu đi nhá. Đây hình như là 40 con hay sao. Đây, quay sang bên này cho nó sáng. Cái con wifi phụ này thì một tháng phải bán mấy con ấy, cho nên là hôm nay sẽ xả kho cho anh em nhá. Bây giờ em có nhiệm vụ để phân phát cho anh em. Đẩy xong chút sáng sáng lên. À, con này là con AC1200 luôn ạ. Con này là con 2 băng tần. Review qua luôn cho mọi người. Con 2 băng tần AC5. Một em là AC5 ạ. Nó có thể... Cái tốc độ cao nhất của con này nó có thể đạt đến 1167 megabit. Hả? Có cả chống nước luôn, IPv6 luôn. Được nhỉ? Có chế độ hẹn giờ của Wi-Fi này. Cài đặt dễ dàng này. Có 4 cái anten luôn. Nó có chức năng có thể dùng cho repeater, tức là câu sóng đấy. Câu sóng. Tốc độ cao. Có 2 băng tần này. Đó. Đây là cái thông số của nó này. À, đây con thông số của AC5 đấy. Tốc độ cao nhất 1200 này.
megabit này. Anten này 4 đến 6 dB. Nhiều lắm. Quên chưa xem giá từng con này là bao nhiêu. Mỗi một thùng này là đâu? 2 4 6 8 9 10. Có 20 con nữa. Con này cũng là nó. Đấy. Hôm nay về 20 con mọi người nhá. Nên là mọi người mà nếu mà muốn thì là comment bên dưới về cái số điện thoại. Mọi người chỉ cần số điện thoại thôi, xong em sẽ gọi cho mọi người. Mở một con ra xem.